Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình BB Bắp cùng với những bé Bắp thân yêu. Ngày hôm nay Bắp sẽ quay trở lại với một bộ đồ cổ trang mà hồi đợt các Bắp đã quay khi mà Bắp mới vừa mua cái bộ đồ này nè các bạn. Đứng lên cho các bạn coi nha. Một hồi nữa thì Bắp sẽ quay nguyên một bộ luôn. Bởi vì khung cảnh cổ trang của mình là có chỗ mới rồi. Nhưng mà hồi đợt Bắp quay cái bộ này á, thứ nhất là Bắp không có thời gian đi ra bên ngoài để mà quay cổ trang ngoại cảnh. Thứ nhì nữa là ở trong nhà, cái đó là phòng của Bắp không có set up được chỗ quay, thành ra là chưa có chụp được mấy cái hình đàng hoàng tử tế, không có đến nỗi là chuyên nghiệp, nhưng mà chưa có chụp được cái hình nào mà đàng hoàng tử tế với cái bộ đồ này hết. Và ngày hôm nay quay trở lại với series cổ trang Hoài Niệm, sở dĩ có cái tên là Hoài Niệm bởi vì đây là những cái bộ đồ cổ trang ngày xưa lâu rồi. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại, mình quay lại đồ cũ thôi các bạn. Khi nào đồ mới về thì mình sẽ có một cái tên khác. Hồi xưa khi mà mới vừa mua đồ cổ trang thì không biết bận sao hết, nhưng mà bây giờ thì cũng chuyên nghiệp rồi. Quay trở lại thì cho các bạn thấy chất liệu vải. Nếu mà bạn nào chưa coi video cũ thì đây, chất liệu vải cũng khá là ok, xịn sò. Còn giá mua bao nhiêu thì Bắp mua lâu quá rồi Bắp cũng không nhớ nữa các bạn. Và cái bộ đồ này hình như là dạng như là đồ thời đường á. Và nó có một cái điểm đó là hồi xưa Bắp mua là nó có rất là nhiều size. Size small là size nhỏ nhất và size extra large là lớn nhất. Thì khi mà Bắp mua size small thì nó lại rất là vừa cái tay. Tuy nhiên cái đầm á thì nó lại không có được xòe và nó hơi ngắn. Tuy nhiên Bắp đã tìm ra được cái cách sửa. Tại vì thường á thì Bắp thích cổ trang nó phải phồng lên rồi mình quay điên cuồng, muốn may quay cuồng á thì nó sẽ đẹp đúng không? Riêng cái đầm này thì nó hơi bị ngắn. Nhưng mà Bắp sửa như thế này, Bắp sẽ bận một cái đầm riêng ở bên trong nữa. Tại vì Bắp có nhiều đồ cổ trang khác lắm. Thì ban đầu Bắp tính là bận cái đầm màu trắng hiện tại Bắp đang bận, thì nó có phồng lên nha các bạn. Để Bắp leo lên trên ghế Bắp đứng luôn. Đây. Đây các bạn thấy nè. Đó, ở bên trong Bắp bận một cái đầm màu trắng như thế này thì nó sẽ tạo cái độ phồng cho cái đầm của mình. Tuy nhiên nó cũng không có phồng lắm, nhưng mà Bắp nghĩ là Bắp sẽ đổi cái đầm trắng này thành cái đầm đỏ, thì ở dưới nó giống như nó sẽ có một cái viền màu đỏ, nó sẽ hợp với cái áo này hơn, cái bộ đồ này hơn. Cái bộ đồ này của mình đang là có màu đỏ nè, thì cái trắng này nó lại trắng quá so với bộ đồ nó mà thấy. Cho nên một hồi nữa làm tóc xong rồi thì Bắp sẽ thôi, bây giờ Bắp thử luôn nha. Để xí. Wow, trời ơi xuất sắc các bạn, IQ vô cực. Ây da, để xí. Đừng có té lòi bản họng nha. Đây. Xa xa ra xíu. Đây. Này các bạn nhìn nè. Nó sẽ có một cái độ bồng. Và nó giống như là nó có thêm một cái lớp ở dưới nữa. Nếu mà mình đứng bình thường thì không có thấy nhiều lắm. Nhưng mà mình xoay thì nó sẽ không. Kiểu như nó sẽ tệp màu đỏ ở trên, màu đỏ ở dưới. Giống như nó có thêm một cái tầng màu đỏ ở dưới nữa. Nó hay. Trời ơi, cái này là mình phối đồ cổ trang với đồ cổ trang. Tại vì có một cái điểm duy nhất Bắp không thích của cái bộ đồ này á là cái phần ở dưới nó mới được phồng thôi, nhưng mà khi mà mình bận thêm một cái váy màu đỏ của một cái bộ đồ cổ trang khác vô thì nó lại rất là hợp. Hơi khó thở tại vì cột ngay đây nè các bạn. Cột ngay đây mà phải cột chặt trong nó tuột xuống, thành ra nó hơi khó thở. Các bạn thấy là giờ tóc Bắp vẫn bình thường nha. Mình sẽ cùng với nhau làm tóc nha. Tại vì Bắp cũng muốn khoe với các bạn là cái kiểu tóc mà Bắp học được. Khoe vậy thôi chứ bây giờ làm chả biết là có làm được hay không nữa. Cái lược đâu? À đây, lược đây. Thôi bây giờ mình làm tóc nha. À đúng rồi, các bạn thông cảm nha. Tại vì Bắp đang xuất cái video ở bên đây, cái máy nó chạy hết công suất luôn, y như là máy bay vậy đó các bạn. Nó ồ. Sắp xong rồi, 15 phút nữa nó sẽ bớt ồn nha các bạn. Makeup thì các bạn thấy là hôm nay hơi là đậm hơn mọi ngày á. Để cho lấy nữa mình sẽ chụp hình cổ trang nha. Cái background ở đằng sau của mình có rồi. Chết rồi, nói thì nói vậy thôi chứ lúc mà làm thì cũng hoang mang lắm các bạn. Cái bộ trâm mà Bắp sẽ sử dụng cho cái bộ đồ này á, mình sẽ sử dụng bộ trâm này đi. Bộ trâm đơn giản, có bông tai trong đây luôn, nó sẽ đơn giản thôi. Rồi mình sẽ sử dụng cái tóc có sẵn. Mình sẽ sử dụng thử cái bộ này nha. Mình sẽ sử dụng thử cái bộ tóc này nha các bạn. Có sẵn rồi, kẹp lên thôi. Sao đây ta? Nói vậy chứ cũng bối rối lắm các bạn. Ok, mình có hai cái cục tóc ở đây. Phe cho đã một hồi làm cái đầu không giống ai, mất cười lắm. Thôi thì mình sẽ cố gắng hết sức nha các bạn. Mình sẽ cố gắng hết sức làm nha.
Lại bác có đồ cục tóc ở đây, có thun ở đây. Đầu tiên thì bác sẽ chùa lại một ít tóc ở đằng trước ở bên đây. Tại vì tóc của bác rất là ít, ai mà tóc nhiều quá là làm đẹp, nhưng mà tóc mình bị ít á các bạn. Ok. Nó hơi, bây giờ nhìn nó hơi mắc cười á. Bác sẽ cột định vị lại ở đây. Này nhìn mắc cười quá. Ở đằng sau thì bác sẽ chia làm hai chùm và bác sẽ cột cao lên luôn. Bác cũng có coi người ta chỉ làm tóc cổ trang kết hợp với lại kiểu tóc búi đi tiệc á các bạn, thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi bác sẽ chế nó ra và mình làm sao mà thích hợp với cái đầu tóc của mình. Tại vì những bạn hướng dẫn thì thường tóc của các bạn á sẵn có là đã dày rồi, và các bạn làm khá là chuyên nghiệp. Còn mình thì mình cứ thấy cái nào hợp với mình rồi mình sẽ biến gì đó, tiết chế làm sao cho nó chắc. Rồi, trời tóc bây giờ ba chùm nhìn mắc cười quá, nhìn thấy ghê quá, nãy nhìn như con ma vậy trời. Tháo ra. Sao nữa đây? Hoang mang quá. Bây giờ bác sẽ thắt bính ở đây. Mình sẽ thắt bính để cho nó gọn. Sắp tới thì bác sẽ có series cổ trang hoài niệm nha các bạn, là tất cả những bộ đồ cổ trang mà bác đã từng mua. À, thật ra là có rất là nhiều đồ cổ trang bác mua nhưng mà bác chưa có quay. À, có đâu cũng 4-5 bộ nha. Nhưng mà nó na ná nhau thôi các bạn, chứ nó không có điểm gì đặc biệt. Có chả hiểu sao hồi xưa bác mua đồ cổ trang sao á. Không hiểu nữa, nhưng mà chưa có rảnh á. Tới cả đồ trang sức mà mua nó còn phèn nữa mà, các bạn hiểu rồi. Có một số cây châm bắp rất rất là thích mà bây giờ bắp lại chả nhớ là bắp để đâu. Rồi bây giờ thì bắp sẽ bẻ nó ra để cho tóc nó nhiều ơi là nhiều nha. Mặc dù tóc ít nhưng mà mình sẽ tìm cách để mình ăn gian đó. Mình sẽ xé nó ra y như là gà xé thịt vậy đó. Gà xé thịt gà vậy đó. Đó, mình xé xé nó cho nó nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ quấn. Bắp sẽ quấn qua đây. Nè các bạn thấy nè. Đó, bắp quấn qua đây, bắt thành cái cầu từ đây qua đây đó. Mình quấn, mình bắt thành cái cầu rồi mình lấy kẹp tâm mình kẹp thì nó sẽ rất là gọn. Trời, hồi xưa bác không có biết làm á các bạn, nhìn nó như con điên gì đó mà nó lại còn dễ sút nữa, mà nó lại rất là nặng đầu. Bây giờ thì đỡ hơn rồi đó. Quấn qua quấn lại thì các bạn á, nếu mà đi tiệc á còn có thể làm cái kiểu này nè các bạn. Thay vì bắp gắn thêm tóc giả thì các bạn chỉ cần búi lên rồi thêm một ít tóc nữa để mình đi dự tiệc thôi. Mỗi lần tiệc bắp cũng làm cái kiểu này nè, rồi mình tùy cơ ứng biến thôi. Bắp lại thích những cái kiểu như vậy nè, nó rất là gọn. Bắp thích búi keo, nó gọn, nó không có bị bay á. Không, vậy là gọn gàng, có thể gắn tóc giả lên. Trời ơi, quá là ok. Khoan hãy gắn những cái phần nhỏ nhỏ. Bây giờ bắp sẽ gắn ở đây, gắn hai cái này vô đây trước. Thực ra là hồi xưa bác không biết là phải làm sao định vị cái này lên trên đầu của mình á, nhưng mà cứ kẹp tâm rồi mình nhắm, mình chọt đại vô thì nó dính thôi các bạn. Rồi xong rồi nè, máy tính bên đây của bác xong rồi, để bác up video xí. Mỗi lần cái máy á, nó chạy á, là cái phòng của bác nó rất là nóng luôn. Rồi dính rồi, để bác xí, ok, mình lại tiếp tục quay trở lại làm tiếp cái tóc của mình. Ui, buổi sao kỳ vậy, ấy không được rồi, nó hơi sao sao ấy. Nó hơi to quá ông ta, cái búi nó hơi to, cái cục này nó hơi to. Thôi kệ đi, tưởng tượng và thực tế nha các bạn, nó cũng hơi khác nhau. Nói chung là ok hơn ngày xưa một xí thôi, chứ cũng nó cũng mắc cười lắm. Rồi, nó sẽ kẹp cho nó hơi gọn một xí. Đó, là bây giờ tóc của mình đã hơi hơi cổ trang rồi nè, để ra cái hướng hơi cổ trang rồi. Cái này chụp hình nhà vui vui xí thôi, chứ đi ra đường thì không biết hên xui. Này các bạn, đằng trước như thế này, tạm thời là như thế này. Đằng sau không biết có thấy rõ nhưng mà ở đằng sau như vậy. Rồi, vậy thôi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắn tóc giả lên. Trời, hồi hộp quá, sợ quá trời. Cái đầu gắn lên nó hư nguyên cái đầu ấy, tức chết. Chết rồi. Sao giữ nó lại đi ta? Cắm á thì được rồi, nhưng làm sao để giữ nó lại trên đầu của mình mới là vấn đề chứ. Kẹp. Chết rồi, sao mà kẹp lại cho nó giữ chặt đi. Không có thấy đường cho nên mình cứ chọt đại. Cái chỗ nào mà mình thấy mình chọt được thì mình cứ chọt.
thành ra là nó sẽ cái nào hư tóc luôn không trời. Dưỡng nha, chết rồi, không khả thi lắm rồi các bạn ơi. Hôm bữa bắp nghĩ là bắp cái đồ cài này sẽ ok á, nhưng mà hôm nay thì sao ta, hay là xử cái này nó có đỡ hơn không? Cái này thì không được. Ây da, sao ta, sao nó lại không dính ta? Xích lên một xí để cho nó có cái điểm tựa. Cái này kẹo vô đây, cái này đỡ hơn chưa các bạn? Để đây thì nó có điểm tựa, nó ok hơn á. Hồi nãy á, nó đang lưng chừng á, ở đây mình nó hơi tựa nửa cái đầu của mình thì nó sẽ ok hơn. Biết sao không? Cái đồ cài á là phải cài ngay đây luôn nè các bạn, rồi mình lấy tóc mình chia thôi. Nói chung là cũng ok á, cũng ok lắm. Thôi để vậy đi. Rồi, đây há vậy đi nha các bạn. Cũng đỡ hơn hồi xưa một chút. Đỡ hơn một chút. Rồi, để mà dài cọng tóc mai. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mang trăm vô, mang bông tai rồi chụp hình. Mang bông tai vô nha. Đây là đôi bông tai. Có hai cây trăm đối xứng. Giống nhau như thế này. Ở giữa thì mình có cái đồ cài này. Đây, mình sẽ cài bằng cái này vô trong đầu của mình. Nó hơi méo mó, nó hơi chết rồi, nó không có đều các bạn ơi. Thôi kệ đi. Đỡ thôi nha các bạn, chứ không có chuyên nghiệp đâu. Đỡ hơi xưa thôi. Biết sao không, cái tóc giả này mình không có cắm xuyên qua được. Nó là sao á. Ui cái gì vậy? Ui sao khó cắm quá vậy? Thật là mông lung. Mọi thứ thật là mông lung quá các bạn. Nó rớt rồi. Rồi xong gãy luôn, khỏi kệ đi. Bắp thì phá thì được, chứ còn sửa thì chắc là không đâu các bạn. Vậy hả? Phèn không? Đúng không? Trang sức thì mình phải mang vậy chứ đúng không? Nó có phèn không các bạn? Ở rồi, rớt cái gì rồi? Mới nghe một cái kiển. Trên đầu mình mà nó rớt xuống nha, bụp. Gắn ở đây hay gắn dưới đây các bạn? Hay gắn đây? Bác thích gắn dưới đây hơn á. Mắc cười quá rồi. Không biết nữa. Không, bác thích gắn dưới đây hơn. Thôi gắn dưới đây đi ha. Hôm nào thì mình sẽ làm cái kiểu khác. Nhưng mà vậy đó, đơn giản thôi. Cũng nhanh ha, trời ơi, bữa bác vực vã cái đầu của bác hơn nửa tiếng đồng hồ nha. Rồi. Bây giờ thì đã làm tóc xong rồi, bác sẽ cho các bạn coi kỹ hơn nha. Để bác cất mấy cái đồ ở đây. Đăng video. Rồi. Giờ thì dẹp đồ. Dẹp. Ôi, nó tiện lợi dễ sợ luôn. Bây giờ thì bắp sẽ quay một số cái video, bắp sẽ xách cái quạt ra để cho gió thổi tóc bay, rồi ngồi đây chụp hình rồi các kiểu ha, quay lại các kiểu ha. Trời ơi, đây, ở giữa đó có cái dây. Nè, cái đầm như bắp nói với các bạn nè, giống như hai tầng. Hồi nãy tới giờ hoàng quại luôn các bạn. Bắp đang ngồi lên trên cái miếng đó, bắp không có khoe được, thì bắp mua một cái miếng, nó mệt đó, nó cà lắp bắp luôn. Bắp mua một cái miếng để mà để ở dưới sàn á. Mỗi lần thì mình quay ở dưới cái sàn gỗ với cái nền thì bắp thấy nó không dính dáng gì với nhau, thì bắp lướt TikTok ở bên Trung Quốc á, cái gì don't eat gì, bắp không biết nó gọi là cái gì nữa, nhưng mà bắp lướt á thì bắp thấy người ta làm cổ trang thì mình cũng học hỏi quay như thế nào, thì người ta có mua một cái miếng nó giống như là miếng giấy gói quà mà nó phản chiếu một tí xí á, thì bắp mua cái đó để bắp lót ở dưới quay. Trời ơi,
nhìn nó ra cái chất cổ trang hẳn luôn á các bạn. Nói chung là bản thân mình càng ngày càng tiến bộ và bắp thì rất là thích cổ trang. Và hồi nãy tới giờ thì bắp tính là tắt máy rồi, không có tính nói nữa. Nhưng mà tiếc các bạn ơi, biết sao không? Tự nhiên thấy cái bụng quá đi. Cái này đâu rồi? Mang luôn cho trọn bộ chứ. Trời ơi, nói chung là make up lên và trang điểm, làm tóc đồ, chụp hình, chụp choẹt lên thì thấy ưng quá, cho nên mình ngồi mình nói chuyện xí để không có phí cái lần make up này. Nhưng mà Bắp biết làm rồi, thành ra sắp tới thì mình có thể làm dễ dàng hơn. Nhưng mà hồi nãy tới giờ Bắp quằn quại, Bắp làm kiểu á các bạn, thì nó có rối nha, tóc có rối nhưng mà Bắp không biết là chải nó có dễ thẳng hay không. Không, nó rối nhưng mà nó không có rối bằng cái tóc kia. Nếu mà được thì chắc Bắp order thêm mấy bộ để dành xài á, có mười mấy đồng à, mà nó lại rất là tiện lợi luôn á các bạn. Được á, được nha, được nha, thích nha, thích nha, đơn giản nha, đẹp nha, đẹp nha. Có một cái là không có cắm trong cài được, tại vì không biết sao nó bệnh bệnh sao á, mình phải luồn lách vô trong cái tóc thiệt của mình cắm thì mới dính cây trâm nha, còn không thì nó không có dính cây trâm đâu. Thì bây giờ mình ngồi mình tâm sự với nhau đi ha. Mỗi một tuần á, thì Bác sẽ cố gắng ra hai video ở kênh của mình để kết nối với các bạn. Dạo gần đây thì Bác hay nghe theo tiếng gọi của vũ trụ, nhưng mà ngày hôm nay thì mình bận được cổ trang cho mình nói cái gì dính dáng tới cổ trang đi, chứ mình nói với vũ trụ thì nó cũng không có liên quan gì lắm. Thôi thì bây giờ Bác sẽ kể cho các bạn nghe là tại sao Bác lại thích cổ trang. Thích tại sao ta? Nếu mà nói về thích cổ trang thì phải bắt nguồn từ hồi còn bé tí cơ, hồi mà còn bắt đầu coi những cái bộ phim Hoàng Châu Công Chúa đó. Là mê từ cái phim Hoàng Châu Công Chúa, là thích mấy cái cung đình, thấy mấy cái bông mà to to bự bự ịnh lên trên đầu, rồi hàm hương, mấy cái bông tu rua rồi các kiểu. Trời ơi, coi mấy phần Hoàng Châu Công Chúa luôn. Hồi xưa coi Hoàng Châu Công Chúa là các bạn biết sao, mê bà Lâm Tâm Như lắm, mê chị lắm, chị đóng vai Hạ Tử Vi mà ghét cái bà tiểu tử dễ sợ ghét. Không biết các bạn nào, chắc là tại vì bây giờ là những cái phần mà Hoàng Châu Công Chúa sau này làm lại cũng khá là nhiều rồi, nếu mà các bạn không có coi bản gốc, các bạn coi những bản sau thì các bạn cũng sẽ biết là cái bà Tử Vi đó, Tử Vi đúng không? Ở phải, lộn lộn lộn, bà tiểu tử là nói chung là cái tính tình và cái nhân vật á, là nhí nhảnh từ xưa tới giờ rồi. Nhưng mà kiểu như là nhí nhảnh quá, rồi có cái đoạn á, mà cả bốn người đi ra bên ngoài rồi trốn đi đâu đó, rồi lúc đó là Tử Vi bị mù, rồi Tiểu Yến Tử á, bả dẫn cái Hà Tử Vi đi vòng vòng, rồi Tiểu Yến Tử thì bả ham cờ bạc, chơi cờ bạc cái quên để lạc mất Hà Tử Vi. Cái chị Tử Vi thì chỉ lại đi lạc 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 đâu rồi bị người ta bắt bán vô kỷ viện. Trời ơi, coi cái khúc đó mà tức cái bà kia. Nói chung là trời ơi, xưa coi phim đó đỉnh cao luôn các bạn. Tới giờ là ai ai cũng chạy về nhà coi cái phim đó hết trơn á. Thì từ đó thì cũng mê mê những cái cổ trang, nhưng mà cũng không có đam mê dữ dội đâu. Cho tới khi lớn lớn xí thì coi những cái bộ phim xuyên không nè, của Dương Mịch nè, phim phim gì ta? Cung Tỏa Tâm Ngọc, hình như là vậy. Rồi bắt đầu là phim sau này á, là những cái phim tiên hiệp là Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Còn có những cái phim cổ trang ngày xưa là phim của TVB nữa. Phim gì ta? Công Chúa Gia Đáo của Sa Thi Mạn. Trời, Sa Thi Mạn là thần tượng một thời của Bắp á. Hồi xưa là mê đắm Sa Thi Mạn. Mọi người xung quanh kêu chỗ kêu Sa Thi Mạn có đẹp đâu mà mê như vậy. Không, mỗi người có một cái gu khác nhau, nhưng mà Bắp thấy chỗ Sa Thi Mạn đẹp ơi là đẹp luôn, thích ơi là thích luôn á các bạn. Trời, mê đắm, nhiều hôm nằm mơ thấy Sa Thi Mạn nữa. Thích vậy luôn á. Rồi đặc biệt là thích coi chị đóng phim, đóng vai cảnh sát Ngầu Lòi nè, rồi đóng vai chị Sa Thi Mạn, chị đóng phim Công Chúa Gia Đáo, chỗ phim đó Bắp coi nát luôn á các bạn, coi phải trên chục lần á, tại vì nó rất là thư giãn kìa, nó có gay cấn nha, nếu mà bạn nào chưa coi trời ơi, khuyến khích coi. Nhưng mà mỗi người mỗi gu thì Bắp không biết các bạn như thế nào, nhưng mà Bắp mê cái phim đó lắm, bởi vì nó rất là hài, rồi nó có tình cảm gia đình nè, rồi nó có twist nữa, chứ không phải là nó hài mà nhàm nhàm đâu. Nó có những cái twist này, nó có những cái cũng khá là kịch tính ở trong phim nữa. Rồi nhưng mà nó cũng có cái phần nhẹ nhàng, nó không có khiến cho mình cảm thấy nghẹt thở hoặc là bị stress khi mà coi phim đâu. Cho nên Bắp rất là muốn giới thiệu cái phim Công Chúa Gia Đáo nếu mà các bạn muốn coi. Còn một bộ nữa thì cái bộ này thì nó hơi chính diện, nó không có dạng hài. Trong Công Chúa Gia Đáo là phim hài hài rồi, còn cái phim chính diện là phim tự nhiên quên tên, chỉ tên nhớ tên nhân vật của chị là Lưu Tam Hảo. Hình như là phim gì ta, tự nhiên Cung Tâm Kế, Cung Tâm Kế nha các bạn. Một cái chị đó chị đóng vai gì 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 á, quên tên rồi, tại vì mê Sa Thi Mạn, nhớ tên Sa Thi Mạn à. Có một cái chị đóng vai phản diện và cái chị đó đóng rất là hay, nhưng mà phim
Cung Tâm Kế cũng hay lắm các bạn. Phim thật sự mà nói thì phim TVB ngày xưa hay, khá là hay á. Và đặc biệt là Bắp thích Sa Thi Mạng, thành ra cứ kiếm phim Sa Thi Mạng coi thôi. Còn những cái phim bây giờ thì Bắp cũng không có theo dõi nữa, tại vì Bắp thấy là có thể là do bây giờ mình đã tiếp xúc với những cái phim hay hơn, rồi mình coi lại TVB thì vẫn như vậy á, cho nên mình không có thích nữa. Mình kiểu như là thấy mới nói cũ á các bạn. Chứ lại bây giờ thì những cái lứa diễn viên hồi xưa mà mình thích á, họ bây giờ cũng lớn rồi, họ không có còn đóng vai chính nữa, họ cũng không có đóng nhiều nữa, thành ra là cũng không có theo dõi luôn. Bây giờ thì chuyển qua coi những cái dạng phim tiên hiệp, phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là Bắp coi, tại vì Bắp là coi phim mà hay tua lắm. Tua, tại tức coi phải tu tu tới đó coi gần kết cục như thế nào, hoặc là những cái nhân vật phụ á các bạn, tội nghiệp người ta đóng cũng là công sức người ta, nhưng không, tua tua cho đến khi nào tới nhân vật chính của mình thì mình coi thôi. Nhưng mà riêng phim Tam Sinh Tam Thế có mấy phim là Bắp không tua, Công Chúa Giá Đáo là Bắp không tua, mà không những không tua nha, coi full lại luôn, coi không coi lại không tua luôn á, là mấy lần luôn. Rồi phim thứ nhì á là phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cũng coi lại trên 6 lần nha các bạn, cứ rảnh rảnh là mở coi lại coi lại coi lại, tại vì thích. Rồi cái phim nữa là phim Hàn Quốc Hạ Cánh Nơi Anh cũng không tua, Bắp coi phim đó chắc cũng 5 lần rồi đó, tại vì những cái bộ phim nó cho mình một cái cảm giác sao ta, ấm áp lắm kìa, có tình bạn nè, tình tình thương gia đình nè, tình mẫu tử, rất là nhiều tình cảm dồn lại trong một bộ bộ phim, và mỗi người đều cho mình một cái cảm xúc. Còn đa phần là những cái phim kia, chứ dù là những cái phim mà Bắp thấy nó rất là hay nhưng mà Bắp vẫn tua tại vì nó không có giữ chân mình được cho tới từng bước từng bước từng bước. Nhưng mà những cái bộ phim nào mà đặc biệt hay á, Bắp tua qua lần đầu đúng không, lần đầu tiên coi vẫn tua, nhưng mà qua những lần sau là coi lại coi không tua luôn, kiên nhẫn coi, tại vì á lần đầu tiên là hồi hộp á các bạn, muốn biết kết quả coi lại như thế nào. Rồi những cái khúc mà nhân vật chính bị cái gì đó ức ức á, mình tức á, mình tua tới khi mà được trả thù cho đã cái nư có phim mà cái đơn kỳ lắm các bạn. Hồi xưa mấy cái phim mà Công Chúa Giá Đáo nè, rồi Cung Tâm Kế Ra Đời của TVB là các bạn thấy trang phục á dàn khè luôn, tại vì trong trong cung mà đã dạy phim còn nói về cái nội dung là những người người ta chuyên làm trang sức, phục trang, quần áo cho công chúa, cho hoàng hậu được các thứ, trời ơi coi mê. Bởi vậy cho nên không phải là tự nhiên không không mà Bắp đi order cả đống đồ trang sức dàn khè đâu, là do mấy cái phim đó nó ảnh hưởng đó các bạn. Sau cái đợt đó thì sau này mới ra mấy cái phim tiên hiệp, thì phim tiên hiệp nó lại nhẹ nhàng hơn, nó mang một cái sắc thái đời sến súa hơn á các bạn. Thành ra bây giờ thì Bắp đổi từ từ cho nó bớt sến súa lại, bây giờ thì Bắp sẽ quay đồ cổ trang hoài niệm lại và mình tạo ra một số cái tạo hình. Thực ra là Bắp vẫn đang học hỏi và đang cố gắng, biết sao không, nếu mà ở Việt Nam thì rất là dễ dàng để mà mình đi chụp hình nè, thậm chí có rất là nhiều đồ để cho mình có thể mướn, rồi người ta tới make up, người ta làm tóc cho mình, và chi phí cũng rất là ok. Nhưng mà ở bên Mỹ á, là thứ nhất là không có, không có luôn nha các bạn, toàn là chụp, các bạn biết mà, cái này chụp hình cổ trang rất là hiếm, không có luôn. Thứ nhì nữa là rất là mắc, không có đủ điều kiện để chụp nữa nếu mà có, cho nên mình phải tự làm thôi. Cái bên Mỹ thì cũng phải tự làm hết các bạn, đam mê thì cũng phải tự làm hết, tự học làm tóc, tự học make up, tự học trang điểm, tự học quay hết tất cả các thứ, rồi tất cả những cái góc quay á Bắp đâu có biết đâu, thành ra phải coi, phải lướt TikTok rất là nhiều, TikTok mà Douyin hả, Douyin gì đó của bên Trung Quốc á, tại vì bên đó là Bắp lướt theo cái luồng là coi cổ trang, thành ra nó cứ hiện lên, rồi mình thấy cái gì hay thì mình học những cái phong cổ trang người ta làm như thế nào. Còn hồi xưa thì không biết, cứ quay đại thôi, thành ra nó vẫn thiếu cái chất gì đó cổ trang, mặc dù mình rất là mê nhưng mà nó vẫn chưa ra được cái chất đó. Bây giờ nó lòi lòi ra được một cái chất cổ trang rồi các bạn, bởi vì mê cổ trang lắm. Hồi đợt mà mua cái bộ cổ trang đầu tiên, trời cảm giác sao mua được bộ đầu tiên, bắt đầu mới sấn 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 tới những cái bộ sau, rồi bắt đầu tập 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 tành làm tóc. Nhưng mà bây giờ thì mới ok, cái hồi mà tập tành làm đồ cổ trang đồ các thứ còn mang cái son môi màu hồng nữa các bạn, màu hồng cánh sen mới chịu chứ phải hồng bình thường nha. Hai ok, thôi bây giờ thì cũng đã tối rồi, chắc là bắp phải thay đồ thôi, tại vì cột ở đây nó chật quá, cột cột cái ngang ngực này nó chật vô cùng luôn các bạn, không cột chặt thì nó sẽ bị tuột, cho nên bắp phải cột rất là chặt, cột chặt thì nó là kiểu khó thở đấy. Bởi vì mới thấy mấy cái người mà diễn viên đóng phim cổ trang á, phải nói là nể nha, bận bộ đồ như thế này là mình đã thấy mệt rồi, đi qua đi lại lắc qua lắc lại cái đầu đã thấy mệt rồi, đã vậy người ta còn đánh võ nè, người ta còn bay lên bỏ dây cáp đi trong người lộn mấy chục vòng rồi hả, chuẩn chuẩn Isidung, trời ơi, giỏi thiệt á, mà cực nữa nha, đồ cổ trang nóng ơi là nóng,
mùa đông á, thì lại không đủ ấm, mà mùa hè á, thì lại là quá nóng đi. Đúng là đâu có cái gì dễ dàng đâu. Mình thấy được ánh hào quang của người ta, mình thấy người ta lên hình lung linh đẹp như vậy, kỹ xảo vô quá xuất sắc, nhưng mà trong cái quá trình quay á, là diễn viên cũng rất là cực khổ và bầm dập luôn á. Trong phim Mỹ cũng vậy, những cái vai, nói chung là diễn viên á, phải nói là nể, cái gì cũng giỏi hết, giỏi chịu đựng nữa. Thức khuya dậy sớm nhiều khi là, nhưng một có những ngày người ta đâu có ngủ đủ đâu, 1-2 tiếng đồng hồ là người ta đã dậy và người ta chuẩn bị cho cái set quay mới của người ta. À, bởi vậy cái gì cũng có cái giá của nó, đúng không? Khi mà họ làm việc cực lực và họ có tâm với nghề thì họ sẽ nổi tiếng và họ sẽ có những cái điều xứng đáng với họ. Mà bất nghĩ không chỉ là với nghề diễn viên thôi đâu, nghề nào cũng vậy. Nếu mà mình làm với cái tâm của mình, mình làm với cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui vẻ đi, và muốn cống hiến hoặc là muốn mang niềm vui đến cho người khác, thì đó là một cái vấn đề sớm hay muộn mà thôi, chúng ta sẽ có thể gặt hái được những thành công nhất định. À, thôi nói tới đây thì lại có những cái chủ đề khác nữa, thôi thì để bữa khác nói chuyện hai các bạn, bữa khác ngựa ngựa đó, make up đẹp lên rồi sau đó mình ngồi mình nói chuyện với nhau. Chứ make up xong rồi chụp hình xong rồi tháo xuống thì nó hơi uổng ha, ngồi nói chuyện đồ các thứ. Thôi bây giờ thì cho các bạn coi lại cái nãy bắp quay cũng kỹ rồi đó, nhưng mà đây mình quay lại lần nữa nha. Đấy, cái áo như thế này, trời ơi. Ôi trời trời trời, đây không thấy được, lùn quá các bạn ơi, không thấy được, vẫn không thấy được luôn, vẫn lùn nha. Đó, trời ơi, kết hợp nha, một sự kết hợp khá là thông minh nha. Nói chung là sắp tới Bắp sẽ cố gắng mang lại thật là nhiều video cổ trang, bởi vì Bắp rất là thích video cổ trang là thứ nhất. Thứ nhì nữa là có rất là nhiều đồ cũ, những cái bộ đồ là đã quay rồi, tuy nhiên Bắp sẽ quay lại và mang một cái màu sắc mới hơn, cách trang điểm cũng như là cách làm tóc và tạo hình mới hơn, và cố gắng thay đổi để mang đến với các bạn những cái video cổ trang. Và đó là tạm hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Bây giờ sẽ tháo tóc ra luôn đi. Tháo ra. Không được rồi. Ê, được. Tháo. Dính tóc. Ui da, không bao giờ là dễ dàng nha các bạn. Tu ru thì nó đẹp đó, nhưng mà nó... Ui da. Chết rồi, sao tháo ra đây? Ok, rồi đi một nùi tóc. Tóc thiệt là đi một nùi rồi đó. Tóc dẻ. Nãy gắn vô, giờ tháo ra. Ê, để Bắp lấy cái lược, Bắp chải cái coi nó có... Ê, nó xúc vào luôn nè các bạn. Ai da, xúc cái cục chả giò nãy lộng lẫy bao nhiêu, giờ mở ra bừng hàng bấy nhiêu. Nói chung là để Bắp lấy lược Bắp chải thôi coi nó có dễ chải không. Đúng là gắn cái tóc dài đồ vô là thấy nó ra cái chất cục chả, nó không có bị rối, nó không có bị bết vào nhau như là tóc ni lông ta, xịn vậy ta hay gì ta. Cái tóc ni lông các bạn biết sao không có chải được như vậy luôn á, nó xài mặc dù là xài lần đầu tiên nhưng mà nó rối lắm. Cái này nó có thể rối mà nó vẫn, cái tóc ni lông nó sẽ rối kinh khủng hơn như thế này rất là nhiều ha. Ok á, tìm được chân ái cuộc đời rồi đó, thời tới cảm nổi các bạn ơi. Vũ trụ mách bảo là chúng ta sẽ làm đồ cổ trang nhiều hơn. Ô nhưng mà nó rụng nha, nó rụng nè các bạn. Không sao, một bộ như vậy mười mấy đồng, mình chơi chục lần xong rồi mình thay bộ khác cũng được. Ok, bye bye các bạn nha. Bây giờ Bắp sẽ dọn dẹp đây.